MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Bạn là kiểu người bên trái là hướng nội, bên phải là hướng ngoại. Mình kiểu hướng chung ấy, nhưng mà nếu mà cho mình chọn một thì bạn tự tin khi thấy mình trái đẹp trai đẹp gái, phải là tính cách hay ho thú vị. Đẹp trai bên này đúng không? Ừ. Wow. Ủa? Đây em đẹp trai nhất rồi. Môn thể thao em thích trái là bóng đá, phải là bóng rổ. Mình thích động vật. Phải là chó, phải là mèo. Thích con mèo hơn. Còn chết. Anh nghĩ là cái sự đẹp trai của người đàn ông nó đến từ cái sự tự tin của người đàn ông ấy. Nó không đến từ bất cứ cái gì ở trên khuôn mặt. Người ta cảm thấy mình đẹp trai chắc chắn là người ta sẽ đẹp trai. Còn nếu mà người ta kiểu hơi lo lắng về ngoại hình thì người ta sẽ không bao giờ đẹp trai ấy. Thật sự để mà hỏi đàn ông là ai là nam thần thì bọn mình không trả lời được, thật sự như thế. Không có nữ thần trong Thủy Sinh. Có một nữ thần đang muốn chơi. Đây là nữ thần của Minh Lai. Yeah. May chưa được gặp mấy bạn thí sinh nữ nhiều ấy. Gặp rồi mà. Không, qua loa cái này không biết. Nhưng mà ai cũng xinh. Là Mai, Mai Đích. Cái thật là Trần Mai Việt. Mình sinh năm 2001. Hi, it's Leo Crazy from Under the Hood. Xin chào mọi người, mình là Trevor K. Rai đến từ Hà Nội, Long Biên nhá. Sinh năm 1997. Wow, bằng. Bằng tuổi nhau á. Anh thì anh chưa được xem hết phần trình diễn của mọi người, nhưng mà có một số phần trình diễn anh thấy rất là tuyệt. Ví dụ như kiểu của Rider, đấy là một bài hát rất là hay. Hoặc là của Gừng nữa. Mọi người cũng nói một điều là anh chắc chắn sẽ là người muốn không về. Nhưng nghĩ sao về cái sự việc đói được của mọi người? Nếu mà mọi người thích bài hát của anh thì anh rất là vui. Còn chuyện có nhận được nón vàng hay không thì cái đấy còn tùy vào các anh huấn luyện viên nữa. Rất nhiều người là fan của tụi này, giống như là fan club của anh đó. Đang hội tụ từ đặc biệt 13, anh nghĩ sao ạ? Anh rất là vui khi mà có rất là nhiều người tôn trọng và yêu thích âm nhạc của anh, mang năng lượng đến cho anh, thì anh cũng rất là yêu quý và tôn trọng mọi người. Mọi người còn nói là nếu mà có cơ hội thì mọi người muốn thích cho anh. Anh sẽ muốn nghe cái bài nhạc, cái năng lượng của người ta trước, và nếu mà nó là một bài nhạc hay thì chắc chắn là anh sẽ làm. Hai từ cao rồi. Mình là Is, mình là from under the hood. Anh Thái Việt Chi. Chỉ biết xin thôi. Minh Lai. SOS. Vậy cho thử một cái lý do để thuyết phục mọi người là anh Minh Lai nè. Mọi người nên follow Instagram, Facebook Under the Hood hay là Minh Lai. Những cái show diễn mà mọi người hãy tới đó. Đó chính là những cái câu trả lời xác thực nhất. Thực sự thì anh nghĩ là để mà đi được vào đến đây, ai cũng là người có kỹ năng. Đã từ rất lâu rồi, từ lúc mà anh không còn là trẻ con nữa thì anh dừng việc xếp hạng trình độ của mọi người. Thế nên là anh tin là tất cả mọi người đều đủ kỹ năng để có thể mang đến cho khán giả những cái màn trình diễn rất là tuyệt vời. Và mọi người hãy cùng đón xem nhé. Em chung ý kiến với Ryan. Easy. Anh em hiểu nhau đúng không? Bạn là kiểu người bên trái là hướng nội, bên phải là hướng ngoại. Mình kiểu hướng chung ấy, nhưng mà nếu mà cho mình chọn một thì bạn tự tin khi thấy mình trái đẹp trai đẹp gái, phải là tính cách hay ho thú vị. Đẹp trai bên này đúng không? Ừ. Wow. Ủa? Đây em đẹp trai nhất rồi. Môn thể thao em thích trái là bóng đá, phải là bóng rổ. Mình thích động vật. Phải là chó, phải là mèo. Thích con mèo hơn. Còn chết. Mèo bên nào nhỉ? Dạ, mèo là bên phải. Okay. Điều gì gây áp lực cho bạn nhất? Trái bị ý đến lai, phải bị thối lấy vợ lấy chồng. Bên trái. Đây, có câu trả lời. Bạn sẽ không dám bước lên sân khấu nào.
Please don't need makeup. Nếu như có tranh luận, bạn sẽ trái làm rõ vấn đề mới thôi, phải im lặng. Nên là như vậy. Anh bị gia đình hối như là mọi người bị gia đình hối thôi. Mọi người bảo lấy vợ đi, xong rồi mọi người bắt đầu tò mò xem mình thích vợ như nào, kiểu như thế. Chị Khánh thích vợ như nào? Anh thì anh thấy vợ như nào cũng được. Nếu mà anh đã yêu người ta thì anh nghĩ là người ta perfect rồi, chỉ cần anh sẵn sàng thôi. Mai là con trưởng thôi, nên là cái việc bị giục lấy vợ cứ về quê là bị sợ đâu sợ, nhưng mà hơi hại. Hơi hại. Chắc là Mai sẽ kiểu bỏ đi chỗ khác, không nghe, không nghe. Cơ bản là cái chuyện lấy chồng lấy vợ nó không có phải là vấn đề của mình hay của gia đình mình, cho nên là chuyện còn lại nó sẽ áp lực hơn. Chị có đang có tình yêu chưa ta? Có, nhìn mình là thấy mình rất là có tình yêu luôn. Mình lan tỏa năng lượng tình yêu cho mọi người. Hiện tại Mai chỉ tập tạ, Mai không chơi thể thao. Anh nghĩ là cái sự đẹp trai của người đàn ông nó đến từ cái sự tự tin của người đàn ông ấy. Nó không đến từ bất cứ cái gì ở trên khuôn mặt. Người ta cảm thấy mình đẹp trai chắc chắn là người ta sẽ đẹp trai. Còn nếu mà người ta kiểu hơi lo lắng về ngoại hình thì người ta sẽ không bao giờ đẹp trai hết. Thật luôn á? Không phải là một hai người đâu mà rất nhiều người luôn. Cái khả năng là lấy được vợ rồi. Snoopy là người đẹp trai trong top 10 của Rap Việt. Wow. Và anh chỉ top 11 thôi. Wow. Anh có sự đẹp trai của anh, nhưng mà nên là anh cũng không muốn cạnh tranh cái sự đẹp trai của ai cả. Anh Minh Lai. Ai trở thành nam thần á? Minh Lai. Anh có 3 sự lựa chọn. Minh Lai. Thật sự để mà hỏi đàn ông là ai là nam thần thì bọn mình không trả lời được, thật sự như thế. Không có nữ thần trong Thủy Sinh. Có một nữ thần đang muốn kêu tên. Đây là nữ thần của Minh Lai. Yeah. Mày chưa được gặp mấy bạn Thủy Sinh nữ nhiều ấy. Gặp rồi mà. Không, qua loa cái này không biết. Nhưng mà ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Maldick Lucrez 24K Ride, hoàng tử Long Biên man. Thank you. Theo dõi Rap Việt nha, mùa 3 nha. Ok ạ. Rap Việt All Star Concert 2023, đơn vị chấn về rap và hip hop độc nhất năm 2023. Cuộc đổ bộ của hơn 200 nghệ sĩ, hơn 40 tiết mục được dàn dựng hoành tráng của dàn huấn luyện viên, giám khảo, top 9 và các ngôi sao hot nhất Rap Việt. Phối hợp cùng những nghệ sĩ được yêu thích: Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Mira Trần, Vũ Thảo My, Tích Kỳ, Lee Win. Tham gia Dance Challenge tại sân khấu concert và nhận những phần quà hấp dẫn. Chỉ một đêm duy nhất ngày 7 tháng 10 năm 2023, mua vé ngay hôm nay. Sở hữu vé VIP có cơ hội trở thành khách mời khu vực President. Sở hữu vé VIP có cơ hội dùng tiệc tối cùng quán quân và á quân Rapid Cuba. Sở hữu vé Fan Zone, sở hữu tầm nhìn sân khấu 360 độ. Mua vé ngay trên vietcop.vn. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai Bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu Ca Sĩ Mặt Nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.